xin chào quý vị và các bạn. Trước ống kính máy quay của Hùng Huyền Đông Anh là bộ âm thanh nghe nhạc ở phân khúc bình dân. Vâng, mặc dù nó nằm ở phân khúc bình dân nhưng bộ âm thanh này có hình thức rất đẹp và chất lượng âm thanh đạt đến mức độ mà quý vị và các bạn có thể cảm nhận được rất hay. Ở đây, cặp loa Hùng Huyền Đông Anh đang ghép đó là cặp loa Pioneer có model là CS889. Loa 3 đường tiếng, 1 bát 30, 1 loa chung và 1 loa tép Pioneer 889. Vỏ thùng vân gỗ màu nâu sẫm. Ghép với cặp loa này là chiếc âm ly của hãng Pioneer có model là 8823 mã. Vâng, loa của hãng Pioneer và âm ly cũng của hãng Pioneer. Và phía trên là chiếc Equalizer của hãng Inken Hàn Quốc có model là EQ2500. Một chiếc Equalizer rất đẹp, chất lượng âm thanh hay. Hiện nay chọn bộ âm thanh bao gồm một cặp loa Pioneer, một chiếc âm ly Pioneer và một chiếc Equalizer Inken của Hàn Quốc mà Hùng Huyền Đông Anh đang giới thiệu đến quý vị và các bạn là 21.500.000 đồng. Vâng, 3 sản phẩm hàng bãi Nhật, 21.500.000 đồng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm và đang cần mua những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp thì xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Tôi xin nhắc lại, bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh vừa giới thiệu có giá trọn bộ 3 sản phẩm là 21.500.000 đồng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, xin mời liên hệ qua số điện thoại 0984285477 hoặc xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Khi xem xong video clip, quý vị và các bạn ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh bằng cách nhấn nút like và chia sẻ video. Hùng Huyền Đông Anh xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo.